một trật tự ở đây. Khi sư tử cái thưởng thức bữa ăn, thì thành viên nhỏ tuổi nhất phải chờ đến lượt. Mẹ của nó cũng tham gia vào bữa tiệc, nên đây không phải là sự bất công, mà là quy tắc lớn nhỏ. Nhưng nó không phải là con duy nhất chờ được ăn. Cá sấu cũng muốn san sẻ số thịt này. Cá sấu cũng đang chờ, có điều nó không phải chờ đến lượt. Nó chờ đồng đội lên đông đủ thì sẽ cướp thức ăn. Giờ bày sẽ được cái thấy lo, sự răng đe không mấy hiệu quả. Áp đảo về quân số, bài cá sấu đẩy đám sư tử cái dồn về một hướng. Sư tử cái quyết định bữa ăn không đáng để chiến đấu. Chúng lần lượt rút lui. Đến lượt sư tử nhỏ tuổi nhất, nó chưa được ăn miếng nào. Vì rất đói, nó mạo hiểm dùng bữa cùng bầy cá sấu. Nhưng điều tồi tệ nhất sắp xảy ra. Bữa tiệc nằm trong tầm ngắm của một con linh cậu. Đây mới là sự gieo dắt kinh hoàng cho sư tử con. Nó bắt đầu kêu lên để thông báo cho đồng loại. Tiếng kêu của linh cẩu hơn 9 cây số, đồng loại vẫn nghe thấy, rất đáng nể. Chúng bắt đầu tiến vào mục tiêu. Sư tử con quay đầu phòng thủ. Tuổi trẻ tài cao, nhưng nó phải biết là đang đối mặt với thế lực nào. Ngay lập tức, sư tử mẹ chạy ra để giải vây cho đứa con bướng bỉnh của mình. Tại khu vực nóng này, có 9 con linh cẩu, trong khi đó có đến 8 sư tử cái, nhưng chỉ có mỗi bà mẹ này ngay chiến. Rõ ràng, độ lì lợm cho phép linh cẩu tấn công trực diện đối thủ. Sư tử cái buộc phải bỏ chạy. Bầy linh cẩu quay trở lại để xử đứa nhỏ cứng đầu. Khi mẹ không ở gần, sư tử nhỏ tuổi thực sự rơi vào hiểm nguy. Bầy linh cẩu truy sát nó một cách kịch liệt. Trong vòng vây của đối thủ, nó vất vả tìm lối thoát thân. Lúc này nó đã biết, khi đơn độc đối đầu với linh cẩu là một sự dại dột. Tuy nhiên, sư tử mẹ đã quay lại. Nó chặn đầu linh cẩu để cho con thoát thân. Với linh cẩu, chúng đã thắng khi đuổi được hai mẹ con sư tử đi xa. Nó quay lại để bước vào bữa tiệc. Mọi mâu thuẫn, mọi thù hằn đều xuất phát từ miếng ăn. Kẻ nào có chiến lược tốt hơn, bạo gan hơn, kẻ đó sẽ được ăn nhiều hơn.